Rồi, xin chào các anh chị. Hôm nay Huy gửi đến các anh chị một clip nói về diễn biến nuôi tôm trong các cái giai đoạn. Đây là phần 1 các anh chị nha. Thì phần 1 sẽ nói một số vấn đề thôi, và chúng ta sẽ đến rất là nhiều phần tiếp theo. Thì trong phần 1 thì Huy sẽ trình bày như sau. Thứ nhất, vấn đề việc sử dụng vi sinh mỗi ngày. Thì vấn đề xử lý nước vi sinh Epicin pond nên dùng mỗi ngày, và trong cái việc này thì Epicin pond được dùng từ 0 ngày tuổi cho đến 40 ngày tuổi, và mỗi ngày thì đánh vào lúc 9 giờ sáng nếu như màu tạo một cách bình thường mà không dày quá. Nếu mà pH không cao hơn 7.7 thì chúng ta dùng cái liều từ 50g trên 1.000 khối nước. Nên nhớ các anh chị phải sục khí 5kg đường, rồi kèm với vi sinh Epicin pond, còn kèm với lại 500g Biosubtilis. Đây là cái dinh dưỡng gọi là giá thể, giúp cho vi sinh nó kết hợp với đường nữa là nó sẽ sinh khối rất là nhanh, có thể đạt được cái tỷ lệ vi khuẩn 10^9 sau 8 tiếng đồng hồ sục khí. Và nên nhớ các anh chị sục khí trong một cái thùng phi khoảng 170 lít nước. Nhớ nếu mà các anh chị lấy được nước ngọt thì rất là tốt ha. Và sục khí 8 tiếng đồng hồ từ, và cái Epicin pond này các anh chị sử dụng từ 0 ngày tuổi cho đến 40 ngày tuổi. Thì như Huy cũng ghi ở đây, thì máy sục khí thì các anh chị có thể là vừa dùng cái máy sục khí, cái súp bề sạc này, vừa để chạy khí ao nuôi, mà cũng có thể là để mà sục khí trong cái phi sục vi sinh. Và các anh chị cũng có thể là mua cái sục vi sinh nhỏ hơn một chút, cái sục vi sinh mà dùng trong hồ cá cũng được. Và cái máy súp bề sạc này thì giá nó chừng 3,1 triệu thôi, không có nhiều, rất là hữu dụng khi mà các anh chị dùng trong hệ thống sục vi sinh trong cái hồ đất cũng được, rất là tốt. Đó, cái số điện thoại Huy cũng có ghi trên đó rồi. Cái cục su bọt rất là dễ, Huy cũng ghi đó rồi, các anh chị có thể liên hệ mua, có số điện thoại đây. Rồi cái dây sục khí, các anh chị mua thêm cái đầu chia, các cái đầu dây ra nữa là có thể anh chị dùng được rồi. Rồi thì Huy cũng có ghi rất là rõ, trong đó có đường Biosubtilis và Epicin pond. Các anh chị dùng cái gói này là tới 2kg lần các anh chị, cho nên các anh chị chia nhỏ nó ra và các anh chị dùng được nhiều lần rồi ha. Rồi cái việc dùng vi sinh mỗi ngày trong giai đoạn sau 40 ngày tuổi thì bắt đầu chuyển qua dùng Epizym PST. Tại vì Epizym PST nó chứa rất là nhiều thành phần enzyme nữa, thì liều dùng lúc này là 114g trên 1.000 khối nước. Thông thường thì giai đoạn này tôm ăn rất là nhiều, cho nên tạo lên rất là đậm, và chuyển vi sinh sang đánh vào buổi tối các anh chị nha, đặc biệt là 9 giờ. Đây, chúng ta sẽ sục khí vi sinh nhằm sinh khối vi sinh, để tăng sinh khối của nó số lượng lớn lên, để mà đem lại cái hiệu quả nhanh hơn. Tại vì trong giai đoạn này chúng ta phải giải quyết rất là nhanh, môi trường ô nhiễm, vi khuẩn tạp phát triển rất là nhanh, và tôm ăn rất là nhiều. Đấy, thì có hỗn hợp sinh khối này gồm có đường và dinh dưỡng Biosubtilis 500g kèm với lại Epizym PST 114g. Các anh chị sục khí trong cà phê 200 lít vào trong vòng 8 tiếng. Nhớ các anh chị sục trong cà phê nước sạch ha, nước ngọt thì càng tốt. Còn không thì các anh chị lấy nước trong cái ao lắng, chứ không lấy nước ao nuôi nha. Và vi sinh có thể đạt được 10^9 CFO trên 1ml. Và các anh chị nên đánh kèm cái Oxytab, tức là oxy viên, vào mỗi đêm các anh chị. Rồi, nếu mà màu nước nó đậm và pH tăng trên 7.7 thì ta làm gì? Đầu tiên nhất là ta cắt cái củ trưa đi, cắt bỏ tẩu gốc ngay trong cái ao lắng bằng đồng xung phát với cái liều 2kg trên 1.000 khối nước trong ao lắng. Và các anh chị xử lý trong vòng 2 ngày thì có thể cấp vào. Nhưng mà trong quá trình mà các anh chị vừa đánh cái BKC cũng như là Acid Acetic để mà diệt khuẩn và diệt những cái yếu tố mà gây bệnh trong cái ao lắng á, thì cách 1 tiếng đồng hồ thì anh chị đánh luôn cái đồng xu phát luôn, để mà nó cắt cái tảo luôn, gốc tảo luôn, và nước nó sẽ trong. Lúc này là các anh chị đánh vào, các anh chị thay nước vào ao nuôi nó sẽ dễ dàng, mà tránh cái trường hợp là tảo nó lên dày. Đấy, thì trong lúc này các anh chị thay nước một cách tích cực vào buổi tối nha, và thay trong một thời gian khi mà mặt trời sụp xuống thì các anh chị thay được rồi, và cố gắng dùng máy bơm mạnh để mà bơm thay nhanh trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi, đừng có quá lâu, đừng kéo dài lâu quá, tôm nó sẽ không có yên, nó cứ sốc môi trường liên tục thì nó không tốt cho tôm. Cho nên sốc thì sốc một lần thôi, và sốc một cách rất là nhanh để sau đó sẽ ổn định trở lại và tôm nó bình thường cả đêm đó nha anh chị nha. Và đồng thời các anh chị phải tăng liều vi sinh lên gấp đôi lên, với cái liều 227g trên 1.000 khối nước. Rồi, nhưng mà nếu trường hợp tảo nó lên xanh quá, nó không còn tảo khuê nữa, thì chúng ta ngay lập tức phải khống chế cái tảo xanh này bằng cách là dùng các cái sản phẩm hóa học để mà xử lý. chứ còn vi sinh lúc này chúng ta khống chế không nổi nữa. Thì trong đó có những sản phẩm như Drop 635 thì chúng ta liều dùng 500ml trên 1.000 mét khối và chia là 3 phần ra, đánh vào lúc 6 giờ sáng, 3 giờ chiều và 5 giờ tối. Và cái sản phẩm này nó có cái tác dụng là khi mà nó giảm tảo, nó giảm từ từ các anh chị, nó không có sụp một cách trong vắt. Rồi hoặc là các anh chị dùng vôi nóng với liều 50kg cho 1.000 mét khối nước và dùng vào lúc 12 giờ đêm nghe. Hoặc là các anh chị dùng đồng xung phát 500g cho 1.000 mét khối nước lùng 1 giờ trưa. Hoặc là dùng oxy già 6 đến 7 lít cho 1.000 mấy khối nước, dùng 8 đến 10 giờ sáng. Đấy, tất cả các thứ các anh chị có thể dùng được ở đây. Mong các anh chị có thể sử dụng có hiệu quả. Rồi, nếu mà ao nó nhớt đáy, tảo tàn đã lơ lửng nhiều, nhớt đáy mà tảo tàn lơ lửng nhiều thì nên dùng Detoxin liều từ 5 cho đến 10 lít, ghi nhầm nha, 5 đến 10 lít chứ không phải 50 lít. 5 đến 10 lít cho 1.000 mấy khối nước lúc 9 giờ đến 11 giờ sáng và tích cực vớt bọt một cách rất là nhanh, tại vì khi nó nổ bọt lên rồi nó sẽ sụp cái bọt xuống rất là nhanh, cho nên các anh chị phải tức tốc 2-3 người vớt bọt để cho nó bớt cái tạo tàn và lơ lửng, nó vớt đi. Chứ còn mà tạo tàn lơ lửng này các anh chị không có dùng thao múc thôi, chứ không có thể nào dùng cái vợt mà múc được đâu. Và tối các anh chị đánh một liều vi sinh Epicyn pond, Epizym PST liều cao nghe. Tất nhiên là phải sục khí Epicyn PST với lại Biosubtilis kèm với lại đường ở trong cái phi 200 lít. Đấy, rồi trong vòng 8 tiếng các anh chị đánh xuống. Rồi, nếu trường hợp mà gan tôm nó mờ và ruột nó trống thì chúng ta làm gì? Cái này là nó cực kỳ quan trọng các anh chị. Nếu như tôm mà chưa rớt thì chúng ta diệt khuẩn bằng Virokill 1kg cho 1.000 khối nước lúc 9 giờ sáng, rồi chúng ta tích cực thay nước các anh chị nha. Nhớ các anh chị cũng phải diệt khuẩn trong ao lắng thiệt kỹ. Rồi ngày hôm sau thì các anh chị tạt 3 lít Herbcure cho 1.000 khối nước, giảm 30% lượng thức ăn và trộn 30ml Herbcure trên 1kg thức ăn, trộn liên tục trong vòng 3 ngày. Nhớ không trộn gì thêm khác ngoài Herbcure thì có thể phục hồi gan là các anh chị được nha. Rồi nếu mà tôm rớt mà rất ít thì tạt Oxytetracycline, cái bột màu vàng là các anh chị gọi là OTC đó, 1kg cho 1.000 khối nước lúc 5 giờ chiều. Hôm sau tiếp tục tạt 3 lít Herbcure cho 1.000 khối nước vào lúc 5 giờ chiều luôn các anh chị nha. Nhớ giảm 50% lượng thức ăn và trộn thêm một cái cử Cefotaxim 1g trên 1kg và các cái cử còn lại thì chỉ trộn Herbcure thôi, 30ml trên 1kg thức ăn trong 3 ngày liên tục. Rồi nếu trường hợp tôm nó rất nhiều thì làm sao? Chúng ta ngay lập tức ngưng cho ăn, ngưng cho ăn 1 ngày và 5 giờ chiều ngày hôm đó đánh 3 chai sunstream xuống trên 1.000 mấy khối nước. Hôm sau thì tạt tiếp 3 lít Herbcure cho 1.000 mấy khối nước và bắt đầu giảm 50% cử ăn, trộn chỉ trộn 2 sản phẩm như sau. Thứ nhất, Cefotaxim 1g trên 1kg vào cử sáng và các cử còn lại trộn Herbcure 30ml trên 1 Herbcure cho 1kg thức ăn và trộn liên tục mỗi ngày. Nhớ không có trộn gì thêm hết. Đấy, thì đấy là những cái yếu tố quan trọng. Nhớ các anh chị khi trộn thì nên bọc cái thức ăn lại, đừng có để nó thuốc nó loang ra ngoài, dùng pin gel bọc thức ăn lại. Đấy, thì đấy là những cái yếu tố Huy muốn gửi đến cho các anh chị trong cái phần 1. Thì trong cái phần 2 thì chúng ta sẽ tiến hành nói về cái tôm bị phân lỏng, phân trắng, rồi đến tiếp theo là nói về cái bị đốm đen, còn rất nhiều cái yếu tố khác mà Huy sẽ đề cập trong cái một series về các cái yếu tố các anh chị phải trải qua, có thể trải qua và không trải qua trong quá trình nuôi. Cho nên mong rằng các anh chị bấm subscribe kênh để mà theo dõi kênh thường xuyên, bấm vào cái chuông để các anh chị nhận được clip một cách nhanh nhất sau khi Huy đưa ra clip. Mong rằng các anh chị sẽ thành công trong cái công việc của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.